thân mến, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về những thách đố mà gia đình phải đối diện trong thế giới hôm nay. Chính Thiên Chúa liên kết vợ chồng nên một, và vì thế hôn nhân là một hồng ân. Và theo nhận định của các nhà thần học thì việc trao cho nhau và chấp nhận quyền trên nhau để thực hiện sự hiệp thông, qua đó hai người trở nên một, biểu thị sự hiệp thông thiêng liêng giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Tình yêu vợ chồng đích thực được kết nhập trong tình yêu của Thiên Chúa, được hướng dẫn và được thêm phong phú nhờ quyền năng cứu chuộc của Đức Kitô và hoạt động cứu rỗi của giáo hội. Thế nhưng các bạn thân mến, giá trị cao đẹp của bí tích hôn nhân đang đối diện với bao nhiêu là thách đố của thời đại hôm nay. Những thách đố đó nhằm gạt bỏ cái giá trị cao đẹp của hôn nhân, và nhất là loại bỏ cái đặc tính bí tích ra khỏi cấu trúc của hôn nhân. Để rồi các bạn biết không, hôn nhân đơn thuần chỉ còn là một việc cuộc ăn ở của hai người thích nhau. Những thách đố này nảy sinh từ một ý thức hệ văn hóa bị chi phối bởi cuộc cách mạng tình dục trong thế kỷ qua, và nhất là bị ảnh hưởng bởi một lối sống thực dụng, hưởng thụ. Ngoài ra, những thách đố này còn phát sinh từ những thay đổi sâu xa về xã hội, cuộc khủng hoảng lớn về kinh tế, nhất là những cuộc khủng hoảng lớn về cuộc sống gia đình. Tôi xin được trao đổi với các bạn cái thách đố thứ nhất đối với về cấu trúc của hôn nhân. Thách đố đầu tiên của cấu trúc hôn nhân đó là về kiểu mẫu gia đình. Không còn nghi ngờ gì nữa khi ngày nay người ta thường nói đến một kiểu mẫu gia đình mới. Từ ngữ gia đình được nhiều lần nói đến, và người ta có khuynh hướng nói đến về một khái niệm mới của hôn nhân. Càng ngày, người ta càng rời xa khái niệm hôn nhân là một cuộc sống chung giữa hai người khác phái. Bây giờ, nhiều nước định nghĩa hôn nhân như là một kiểu mẫu gia đình mới. Theo đó, người ta nói về một gia đình với một người, hoặc là chỉ có cha, hoặc là chỉ có mẹ, hoặc là nói về một cuộc sống chung không cần hôn thú, về một gia đình đồng giới tính. Những dạng thức gia đình này được gọi là kiểu mẫu mới. Gia đình kiểu mẫu mới này quả thật là hư ảo và phá vỡ cái khái niệm đúng đắn của hôn nhân. Bởi vì khi nói đến gia đình với một người, hoặc là chỉ có cha, hoặc là chỉ có mẹ thôi, thì người ta đã tự mâu thuẫn với chính mình. Bởi đứa trẻ không thể xuất hiện chỉ do một yếu tố duy nhất, hoặc là cha hoặc là mẹ, nhưng nó đòi hỏi phải có cả hai yếu tố. Từ quan niệm thô thiển này, người ta nói đến một gia đình với hai người đồng phái tính. Người ta đã phá hủy ý nghĩa đích thực về khái niệm gia đình. Gia đình được hiểu không gì khác hơn là một sự nối kết bởi hai con người mà không có một sự khác biệt đặc biệt nào cả. Đó chính là một sự lầm lạc các bạn ạ. Sự lầm lạc này mang lại nhiều cái trục trặc, đặc biệt cái trục trặc đối với con cái. Quả thật, con cái phần nhiều phải hứng chịu nhiều bất hạnh. Chúng như là những tế vật đầu tiên cho kiểu mẫu gia đình mới này. Kế đó chính là thách đố về một đời sống chung thực dụng.
Đời sống chung thực dụng chính là một cuộc sống hôn nhân không phân biệt giới tính, hay sống chung không cần một giáo ước hôn nhân nào cả. Vấn đề đời sống chung thực dụng càng ngày càng phổ biến, và ở một số nước cuộc sống chung này được nhà nước chấp nhận. Quả thực, người ta đang lầm lẫn về bản chất cơ bản của tình yêu. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định với Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma vào ngày 28 tháng Giêng năm 2002 rằng có một sự khác biệt cơ bản giữa cuộc sống chung thực dụng. Cuộc sống chung này được thực hiện bởi tình yêu, nhưng là một tình yêu giả dối. Và một hôn nhân được ký kết bởi một tình yêu chân thật. Trong hôn nhân này, không chỉ nhằm đến khía cạnh luân lý mà thôi, nhưng còn nhấn mạnh đến trách nhiệm và bổn phận của hôn nhân. Đời sống chung thực dụng không những làm phá vỡ cái nền tảng gia đình mà còn đưa xã hội đứng bên bờ vực thẳm của sa đọa bất an. Một cuộc sống chung tạm bợ như thế, các bạn biết không, nó chỉ phát sinh ra những con người ích kỷ, vô trách nhiệm, chỉ nghĩ đến hưởng thụ riêng tư, thì làm sao có một xã hội tốt đẹp được? Làm sao có một xã hội có thể tồn tại và phát triển khi mà hôn nhân là một cuộc kết hợp giữa hai người cùng một giới tính? Số phận của những đứa trẻ ra sao nếu chúng nó chỉ là những đứa con nuôi và cha mẹ của chúng là những người cùng một giới tính? Với chủ trương thực dụng như thế, hôn nhân ngày nay đang đối diện với nguy hiểm đầu tiên, đó là tình trạng mỏng manh không bền vững, vì bản chất của hôn nhân đã bị hiểu sai lầm. Càng ngày các bạn trẻ càng có khuynh hướng sống chung với nhau trước khi kết hôn. Thời gian sống chung có khi kéo dài 5 đến 10 năm. Việc sống chung đã trở thành một sinh hoạt bình thường trong xã hội. Và việc đó không được coi như là một hành vi vô luân lý. Và khi coi như thế thì hậu quả là số trẻ con sinh ra ngoài hôn nhân càng ngày càng đông, và con số phá thai cũng càng ngày càng tăng cao. Có bạn trẻ đã đưa ra nhận xét như sau: những trò đùa nam nữ bây giờ không còn là chướng ngại vật nữa. Cháu có cảm tưởng một số bạn gái chẳng ngần ngại khi sống thử cùng bạn trai. Sau đó họ đưa nhau đi giải quyết sự cố, coi như đó là chuyện bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả, lương tâm vẫn bình an. Mặc dù giáo hội đã ra án lệnh phá thai là một trọng tội và bị vạ tuyệt thông, thế nhưng mà các bạn trẻ ngày nay coi việc phá thai là chuyện bình thường. Thật là đau buồn phải không các bạn? Đau buồn bởi vì lương tâm đã trở nên chai lì. Đau buồn vì các bạn không còn phân biệt đâu là tốt và đâu là xấu, đâu là tội và đâu không là tội. Tôi xin được trình bày tiếp cái thách đố của hôn nhân đối diện hôm nay nữa, còn là việc kết hôn theo luật định. Một số bạn coi đó là đồ trang sức. Nhiều đôi hôn phối kết hôn theo luật giáo hội định chỉ vì muốn làm đẹp lòng người khác, hoặc chỉ để giữ thể diện cho gia đình, hoặc là vì một tập quán địa phương. Có nghĩa là giao ước hôn nhân chưa là một lời tỏ bày tình yêu đúng bản chất của hôn ước. Và vì vậy việc kết hôn không còn là dấu chỉ thánh thiêng, nhưng đã trở thành một đồ trang sức cho một cuộc tình không được xây dựng trên một nền tảng đức tin. Bây giờ tôi xin được tiếp qua phần đối với đặc tính đơn hôn và bất khả phân ly.
gia đình đang đối diện với thách đố gì. Ngày nay đối với các đôi vợ chồng Kitô giáo, việc ly hôn không còn là một thực hành xa lạ, nhưng đã được bình thường hóa và người ta coi đó như là phương pháp dễ dàng nhất để giải quyết các vấn đề khó khăn của đời sống gia đình. Quan niệm hiện nay của phần đông các bạn trẻ, không loại trừ một số đông các bạn là Công giáo, quan niệm rằng nếu đời sống vợ chồng không còn hạnh phúc thì không nhất thiết cứ phải giữ khư khư mỗi giây ràng buộc hôn nhân để mà hành hạ nhau, tốt nhất là ly hôn. Một con số thống kê làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Tỷ lệ ly hôn ở Hàn Quốc năm 2002 là cứ 1.000 người thì lại có 3 vụ, so với 2 vụ năm 1997. Năm 2001 thì tỷ lệ là 2,8, cao hơn mức trung bình của Liên minh châu Âu là 1,8 và Nhật Bản là 2,3. Con số đó chỉ kém ở Mỹ, nơi cứ 1.000 người lại có 4 vụ ly hôn. Còn ở Việt Nam chúng ta thì quả thật cũng không ít. Một vị thẩm phán đã nói việc xử án chính của anh ta là sự các vụ ly hôn nhiều và đáng trăn trở. Vậy thì người gánh chịu hậu quả của ly hôn chính là con cái. Khi ly dị, cha mẹ đã tạo cho đứa bé một tâm trạng bất an và nảy sinh sự căm thù. Phần lớn các em sớm bỏ gia đình nơi nó đang sống để gia nhập hàng ngũ những trẻ em đường phố. Nghiên cứu của các nhà tâm lý cho thấy rằng con cái của những cha mẹ ly dị sau này lập gia đình có xác suất ly dị rất cao so hơn với các con cái của các cha mẹ không ly dị. Và đời sống của các trẻ em mồ côi, bất đắc dĩ sống với cha mẹ ghẻ hoặc là với cha, với mẹ ghẻ, hoặc với những người tình của cha, những người tình của mẹ, thường có những tâm trạng buồn chán, thất vọng, thiếu tự tin. Và sau đó những đứa trẻ này thường thì đi tìm những cái chết gọi là tự tử, hoặc là tạo ra biết bao nhiêu là vấn đề cho xã hội. Kế đến, tôi xin được trình bày cái thách đố thứ ba đối với hôn nhân, đó là mục đích của hôn nhân. Trước tiên, đó chính là về nói về trách nhiệm của gia đình. Bị chi phối bởi chủ nghĩa đề cao tự do cá nhân, các thành viên trong gia đình đánh mất sự gắn bó với nhau. Những giây phút gặp gỡ chung trong gia đình càng ngày càng hiếm hoi. Cha mẹ suốt ngày bận rộn với công việc làm ăn giao tiếp xã hội. Rồi nào là hội hè, nào là đình đám, nào là tiệc tùng, còn đâu những giây phút sum họp gia đình. Con cái sau những giờ học tập cũng không còn giờ cho những cuộc tiếp xúc với các thành viên trong gia đình như ông bà, cha mẹ, anh chị em. Bởi vì trong một thời đại văn minh như thế này, các em đang bận rộn với cái điện thoại thông minh, smartphone. Mỗi người, mỗi một thành viên trong gia đình buổi tối ngồi riêng một góc với cái điện thoại ở trên tay, chỉ là YouTube, chỉ là Facebook, và rồi thế giới ảo trở thành một thế giới thực của các em. Vì thế các thành viên trong gia đình càng ngày càng trở nên cô độc, xa lạ với nhau, ngay trong chính cái mái ấm của mình. Gia đình không còn là nơi để vợ chồng con cái sum họp, chia sẻ như một trường học để phát triển nhân cách. Hình như mái ấm gia đình đã trở thành một quán trọ vắng bóng tình thương. Hiện tượng này có thể được gọi là nguyên nhân gây ra những bất hạnh trong gia đình, đưa đến tình trạng nghiện ngập, xì ke, ma túy.
và hành nghề mại dâm nơi các trẻ vị thành niên. Các bạn biết, chưa có bao giờ mà xã hội Việt Nam đang đứng trước một cái tình trạng báo động về khủng hoảng trong mối tương quan giữa các thành viên của gia đình. Nào là con cái giết cha mẹ, ông bà giết cháu, vợ giết chồng, chồng giết vợ, bố mẹ giết con cái. Quả thật là một thảm cảnh. Một cái màn đêm không có ánh sáng hình như đang lấn dần trong các gia đình. Các bạn trẻ, các bạn phải nên nhớ rằng gia đình chỉ có thể là mái ấm, là một cộng đoàn yêu thương, là tế bào sống động của xã hội, là suối nguồn của sự sống khi mà cha mẹ hiểu được lời nhắn nhủ này của Công đồng Vatican II. Để gia đình có thể sống trọn vẹn và chu toàn sứ mệnh của mình, cần phải biết hòa hợp tâm hồn, vợ chồng phải cùng nhau bàn định, cũng như cha mẹ phải ân cần cộng tác trong việc giáo dục con cái. Sự hiện diện tích cực của người cha giúp ích rất nhiều cho việc đào tạo con cái, cũng như phải làm sao giữ được cho người mẹ vai trò chăm sóc gia đình, vì con cái, nhất là khi còn thơ bé, rất cần đến sự chăm sóc ấy. Tiếp đến, tôi xin được nói về thách đố về sự sống. Bị hạn chế bởi kế hoạch sinh sản, sự sống con người ngày nay không còn được coi như là một hồng ân, là quà tặng của Thiên Chúa. Sự sống đã bị hạn chế bởi chương trình kế hoạch hóa gia đình. Do bị ảnh hưởng trào lưu sống hưởng thụ, các bạn bây giờ rất là ngại sinh con. Con cái trở nên một chướng ngại cho đời sống riêng tư của vợ chồng. Hằng đêm các đôi vợ chồng trẻ bây giờ đi nhảy đầm. Thế có đứa con vướng bận quá, làm sao mà đi nhảy đầm được? Thôi, không sinh con nữa, để tự do hơn. Và bởi thế là các cặp vợ chồng đã không ngần ngại dùng mọi biện pháp hạn chế sinh nở, như là ngừa thai hay phá thai, với đủ mọi thứ lý do không đủ khả năng để chăm lo cho con cái, kinh tế chưa cho phép để sinh con cái, hoặc lấy lý do về việc khủng hoảng dân số trên địa cầu để đề ra hoặc khuyến khích kế hoạch hóa việc sinh sản. Các bạn có biết không? Việc kế hoạch hóa sinh sản như thế đã làm cho sự sống của gia đình trở nên cằn cỗi. Bởi sự sống chỉ có thể là kết quả của tình yêu. Hạn chế sinh sản một cách vô trách nhiệm và thiếu ý thức là làm cạn kiệt suối nguồn tình yêu ở trong gia đình, mà cái tình yêu đó chính là nền tảng của đời sống gia đình. Biến quan hệ vợ chồng trong hôn nhân trở thành một hành vi hưởng thụ ích kỷ, và sự ích kỷ trong tình yêu không thể nào làm cho gia đình được phong phú và có sự sống dồi dào được. Vì thế, kế hoạch hóa sinh sản đã làm cho xã hội trở nên già nua, số người già đông hơn thanh niên và trẻ em. Đó không là điểm tích cực, nhưng đó là một sự đáng báo động nói lên tình trạng bất quân bình trong xã hội và đang đưa xã hội đến chỗ cạn kiệt của sự sống. Các bạn có biết không? Ngày nay nhiều quốc gia trên thế giới, và đặc biệt hầu hết các quốc gia châu Âu, đã hợp thức hóa tình trạng phá thai, nhất là cho sử dụng thuốc phá thai RU486 pill. Với viên thuốc này, người phụ nữ có thể trục thai một cách dễ dàng, rất đơn giản. Các chính phủ lập luận việc cho phép phá thai là việc làm phù hợp với quyền tự do chọn lựa của người mẹ. Nài đến quyền tự do của người mẹ mà cho phép cướp đi cái quyền được sống của thai nhi là một việc hết sức bất nhẫn và là một tội ác. Cái thách đố kế tiếp của sự sống chính là chủ thuyết ưu sinh.
Sự phát triển đáng kể của y khoa về sự hiểu biết sự sống của con người ở những giai đoạn đầu của cuộc sống. Những thành tựu đó xét ra là một điều đáng mừng, phải không các bạn? Vì sẽ đưa ra những phương pháp chữa trị các bệnh lý thích hợp, góp vào việc tái lập cái sự hoạt động bình thường của tiến trình sinh sản. Nhưng tiếc thay, với sự tiến bộ, người ta chủ trương đến thuyết ưu sinh, có nghĩa là người ta sẽ loại bỏ ngay những cái phôi thai nào được xem là không bình thường, có dị tật hay là có bệnh bẩm sinh, và như vậy là xâm phạm đến phẩm giá của con người. Tiếp đến, tôi muốn nói với các bạn về thách đố đối với vai trò giáo dục cha mẹ. Hội nghị giữa Công giáo và Chính thống giáo về gia đình đã được tổ chức tại Trent, Italia từ ngày 10 tới ngày 14 tháng 12 2008 với đề tài Gia đình, một phúc lợi cho nhân loại, đã đưa ra nhận định. Ngày nay cả đàn ông lẫn đàn bà đều bận bịu như nhau trong việc nhận ra tiềm năng nghề nghiệp của mình. Cả hai đều cùng chia sẻ gánh nặng tài chính của gia đình. Trong các hoàn cảnh như thế, khả thể sinh sản và dưỡng dục con cái đã giảm thiểu một cách trầm trọng. Một hiện tượng hết sức bi thảm đang xảy ra tại châu Âu vào thế kỷ thứ 21 này. Do việc lương bổng không đủ để nuôi sống gia đình, hàng trăm ngàn bà mẹ và ông bố đã phải rời bỏ gia đình đi tới các nước giàu có hơn, hầu có thể chu cấp các nhu cầu căn bản cho gia đình. Điều ấy đem lại con số gia tăng các vụ ly dị, gây đau khổ cho biết bao nhiêu trẻ thơ, khiến nhiều em mất đi tình yêu và sự chăm sóc của cha mẹ. Quan điểm thế tục đang thịnh hành trong xã hội ngày nay thường coi nhẹ thiên chức làm mẹ. Và người ta không coi thiên chức đó như là một ơn gọi trọng đại. Nó thường bị đánh giá thấp. Chúng tôi, người chính thống cùng người công giáo, xin nhấn mạnh tới tính thánh thiêng của chức phận làm mẹ và việc xã hội phải tôn trọng tính thánh thiêng ấy. Các bà mẹ tròn ở nhà để chăm sóc và giáo dục con cái cần được nâng đỡ về tinh thần và tài chính. Sứ mệnh của họ không hề kém quan trọng hơn bất cứ sứ mệnh của ngành nghề đáng kính nào khác. Chức phận làm mẹ là một sứ mệnh, và do đó đáng được hỗ trợ và kính trọng vô điều kiện. Ý niệm làm cha cũng là ý niệm nền tảng đối với xã hội, và do đó cũng cần được xã hội ngày càng tái khám phá. Không thể nói đến một xã hội huynh đệ mà lại thiếu chức phận làm cha. Vậy các bạn thân mến, hội nghị giữa Chính thống giáo và Công giáo một lần nữa nhấn mạnh đến cái thiên chức làm mẹ và đề nghị các bà mẹ dành nhiều thời giờ hơn cho con cái. Hay nói cách khác, các bà mẹ nên có nhiều giờ để chăm lo cho gia đình. Thế nhưng mà tiếc quá, ngày nay nhiều người vợ trẻ không thích cái thiên chức làm mẹ này, và vì vậy họ ngần ngại sinh con. Và khi có con rồi thì họ cũng ngần ngại làm thiên chức làm mẹ. Vì thế họ là không ngần ngại đưa các em bé vào trong các nhà trẻ, với lý do là để đi kiếm tiền. Và hậu quả là các bạn biết đó, nhiều con cái của các gia đình trẻ đã bị bạo hành ngay chính trong các nhà trẻ. Một thực tại đang được báo động tại xã hội. Giả như các bà mẹ bớt đi tiêu xài một chút, gia đình thiếu thốn một chút, mà có giờ để chăm sóc cho các con em của mình, thì hạnh phúc biết bao. Và con em của mình sẽ không còn phải đối diện với những nỗi sợ hãi về những tình trạng bạo lực ở trong các nhà trẻ như thế. Mong sao các bạn suy nghĩ lại về cái ý thức trách nhiệm làm mẹ của mình
Vì đó chính là một thiên chức trọng đại Thiên Chúa ban cho các bạn. Chúng ta hẹn bài thơ.